Chào em, cái bộ sưu tập mà em làm cho anh á, anh không có cập nhật được. Bởi vì anh đã nói với bên em á, là trong đàn piano là có piano điện, piano upright, piano grand đúng không? Rồi kia, mấy bộ sưu tập á, em làm lẫn lộn giữa cái cũ và cái mới. Anh không biết anh đã xóa đi một số rồi. Những cái mà anh có gắn cái hình vô là những cái anh đang dùng rồi, nó làm đúng rồi ha. Còn bây giờ em check lại cho anh coi, trong cái đàn piano này là có piano điện là những tập hợp con của nó, piano upright thì là những thằng con của nó, rồi những thằng con của piano upright là những thằng này nè em, piano kawai, piano station, piano boston star, piano yamaha, piano này thì trong tập hợp con của nó là cũng có những cái thằng thương hiệu này. Và trong cái thằng piano ren á thì cũng có những cái thằng con tập hợp của nó là piano stand, boston, piano star, kawaii. Là cái này là những thằng con của nó, em hiểu vấn đề không? Thì trong này á thì anh thấy piano điện thì em có cái piano này đó. Trong piano upright á, thì em chưa up lên cái bảng đó cho anh. Những danh mục demo, danh mục cho những tên danh mục sản phẩm nhanh. Và piano ren cũng vậy, em chưa có up lên những cái đó cho anh. Mà em ghi là đàn piano điện giả cơ, piano cơ ngoài dòng, piano điện kawaii là sao vậy em? Tụi em có bị vấn đề gì không vậy? Sao anh nói cái gì mà tụi em cứ làm một đường, làm một nẻo ha? Và bây giờ nhiệm vụ của em là hỗ trợ anh xây dựng cái danh mục là tên những cái sản phẩm anh. Thí dụ như bây giờ piano điện đi ha, thì em ghi để sợ nó không có bị nhầm lẫn với những cái thương hiệu khác, thì em ghi cho anh là piano điện Casio, piano điện Columbia, piano điện Roland, piano điện Kawai ha. Piano upright thì cũng vậy, piano upright Kawai Casio gì đó, piano ren cũng vậy, piano ren Kawai bia gì đó ha. Thì như vậy anh mới xài được nha em. Chứ bây giờ em cứ làm như vậy sao anh mà xài đây. Rồi chưa hiện cái Facebook lên nha.